Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Khi được một công tử nhà giàu tỏ tình, Triệu Lệ Dĩnh đã đáp lại một cách hóm hỉnh và được khen ngợi. Triệu Lệ Dĩnh, ngôi sao đình đám xứ Trung, ngoại hình xinh đẹp nhưng không hẳn xuất sắc, thân thế tầm thường, trình độ học vấn thấp, đó là chủ đề bàn luận châm chọc không dứt của cư dân mạng về cô. Song, những yếu tố đó không quyết định tới sự thành công trên con đường diễn xuất của cô. Mặc dù những năm đầu bước chân vào làng giải trí còn khá nhiều gian nan, vất vả để tìm chỗ đứng, cô không thoái chí, nản lòng, sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng của Triệu Lệ Dĩnh đã có câu trả lời. Sau 7 năm, cô bắt đầu được biết đến như một hiện tượng với vai Lục Trinh, rồi Hoa Thiên Cốt, Sam Sam. Cô được giới chuyên môn quan tâm, truyền thông săn đón. Trước những chương trình tương tác thực tế, cô là người chân thật, không khéo ăn nói, che đậy. Chính vì thế mà một làn sóng tẩy chay đến với cô, Triệu Lệ Dĩnh bị ném đá vì họ cho rằng chỉ số IQ của cô thấp. Thế nhưng, có không ít người yêu thích bản tính thẳng thắn chân thật của cô, nhất là những nam thần màn ảnh, cho tới các công tử nhà giàu. Chuyện tình cảm đến với cô dù là một phía hay là cả hai nhưng cô chưa hề công khai hay phủ nhận. Đặc biệt, người hâm mộ rất quan tâm tới lời tỏ tình của một chàng công tử nhà giàu bậc nhất ở Trung Quốc, Vương Tư Thông. Triệu Lệ Dĩnh đã không đáp lại lời tỏ tình bất ngờ lần thứ nhất của Vương Tư Thông. Anh hỏi Lâm Canh Tân, bạn diễn của Triệu Lệ Dĩnh, sao cô ấy không nhận lời tỏ tình của tôi? Lâm Canh Tân nói, anh không phải là mẫu người của cô ấy thích. Trong trường hợp này, có lẽ chỉ có Lâm Canh Tân mới dám nói vì hai người là bạn chí thân của nhau. Nếu là những người nổi tiếng tên tuổi khác, có lẽ Vương Tư Thông đã không khỏi phản đòn. Vương Tư Thông là thế hệ thứ hai giàu có, giàu nhưng không gian dối, có đầu óc phát triển kinh tế, quản lý công việc kinh doanh rất giỏi nhưng lại là người thích kiếm chuyện trong giới giải trí. Hắn là người đặc biệt tồn tại trong làng giải trí. Vì có tiền nên dù không đẹp trai, vẫn có phụ nữ xinh đẹp vây quanh, anh ta thay đổi bạn gái như thay áo. Nhưng ai cũng biết, những người nổi tiếng trong làng giải trí bị Vương Tư Thông châm chọc thì nhiều vô kể. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, Vương Tư Thông luôn làm ngơ trước cô, không một lần trêu chọc, từng công khai tỏ tình với Triệu Lệ Dĩnh năm 2017 nhưng đáng tiếc lại bị bạn thân Lâm Canh Tân giật dây, ngáng đường. Sau đó, Vương Tư Thông một lần nữa tỏ tình với Triệu Lệ Dĩnh với sự hâm mộ cuồng nhiệt trong chương trình Tạp Kỹ. Anh khen Triệu Lệ Dĩnh trung thực, chân thành, không khoa trương, đạo đức giả như những ngôi sao giải trí khác, có cơ hội càng mong chờ Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, mong muốn được che chở và bảo vệ cô. Triệu Lệ Dĩnh, một cô gái thôn quê bình thường, đến hôm nay vẫn có thể tìm được chỗ đứng trong làng giải trí. Có lẽ chỉ có cô mới hiểu được khó khăn như thế nào trên con đường sự nghiệp của mình. Với lời thú nhận cao độ của Vương Tư Thông, nếu là một nghệ sĩ nữ nổi tiếng khác chắc chắn sẽ rất phấn khích. Nhưng ai cũng biết rằng Triệu Lệ Dĩnh dù học vấn không cao, xuất thân không tốt, song cô ấy là một nghệ sĩ giỏi. Trước lời thú nhận của chàng trai được coi là người chồng quốc dân này, Triệu Lệ Dĩnh hóm hỉnh đáp lại một câu được khen là độc nhất vô nhị. Chúng tôi có thể là những người bạn tốt trong sự nghiệp, nhưng không dễ để trở thành một người bạn tốt trong cuộc sống hàng ngày. Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh độc đáo và vô hại, cô cũng khéo léo từ chối Vương Tư Thông một cách thích đáng và cư dân mạng cũng ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp, không bao giờ đạo đức giả và cách ứng xử của cô cho thấy IQ cực cao, không giống như những gì cư dân mạng đã ích kỷ nhận xét bình giá về cô. Là fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh, vẫn luôn tự hào về cô ấy phải không các bạn? Video của mình kết thúc rồi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.